Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ thêm một cái niềm vui đến với tất cả các bạn nữa. Người ta nói không biết cái tháng này là cái tháng 10 trên đó các bạn. Không biết làm sao mình luôn luôn may mắn và luôn luôn có niềm vui tràn đầy các bạn. Thì hôm nay là ông xã của mình tặng cho mình hai cái món quà, nhưng mà không biết ở trong đó là cái gì, một cái lớn và một cái nhỏ nha các bạn. Nhưng mà mình nói thật với các bạn, mình không biết trong đó là cái gì luôn. Mình hôm nay thì mình vừa nhận và mình sẽ chia sẻ cái niềm vui này đến tất cả các bạn nha. Trước khi mình chia sẻ cái món quà với các bạn, cái niềm vui của mình, thì mình sẽ uống một tí xíu bổ hút. Để chi? Đỡ ví dụ như mình mà có khui cái món quà này ra đó các bạn, mà lỡ ông xã mình ổng tặng cái lựu đạn thật là bự, mình có sức á, mình chạy uống cái bổ hút là lúc nào qua sức đúng các bạn. Ok, bỏ quà bên đây nè các bạn. Đây là cái gói quà, mà hai gói luôn chứ không phải một gói nha các bạn. Hai gói mà ông xã của mình tặng cho mình. Bây giờ các bạn muốn mình mở ra gói lớn trước hay gói nhỏ trước ta? Công nhận gói đẹp thiệt, mà mình hỏi gói hồi nào mua hồi nào với ông xã mình nói bí mật. Bí mật, bây giờ mình sẽ bật mí ra với các bạn nha. Bây giờ cái nhỏ dở mở, mình mở trước nha các bạn. Mời các bạn mở quà cùng chung với mình nha. Nhưng mà từ từ, trước khi mở mình đố các bạn đây là cái món quà gì. Các bạn nghĩ nó là món quà gì ta nhỏ nhỏ? Mình đoán thử nha. Cái này chắc ở trong này nó sụt. Các bạn nghe nè. Đó, nó lạ lạ hơn các bạn. Còn cái dưới này, cái dưới này nó nặng cực kỳ các bạn. Cái dưới này nó nặng lắm. Thì ok, bây giờ mình mở cho đỡ các bạn chờ đợi lâu. Các bạn cùng mình mở quà của ông xã mình tặng cho mình nha. Niềm vui luôn luôn đến với niềm vui. Công nhận các bạn ơi, tháng 10 này mình thấy nó vui ghê vui. Kênh của mình được bật kiếm tiền nè. Rồi là mình nhận số pin nè. Rồi bây giờ mình lại nhận quà nữa các bạn. Mình mong sớm được nhận tiền nữa. Mình sẽ chia sẻ với các bạn cái tháng lương đầu tiên mà mình nhận tiền của YouTube nha. Các bạn chờ đợi mình nha. Các bạn thấy gì chưa? Chưa mở ra gì hết mà lấy đâu thấy các bạn. Nhỏ nó đi. Cái gì đây? À, cái này là cái cục chứa các bạn. Cái này là cái cục chứa chứa phim đồ các bạn quay phim á. Các bạn chứa, trời ơi mừng quá. Hello my mom, đăng ký xin cảm ơn xã nhiều. Mình cũng đang cần cái này, tại vì các bạn biết không? Mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi, cái mình có làm một cái video đó, mình chia sẻ đến với tất cả các bạn về cái thiết bị mà mình làm YouTube đó, thì mình chưa có cái này. Cho nên hôm nay mình nhận được cái này mình mừng quá các bạn. Cái này là chứa rất là nhiều nha các bạn. Wow. Mình mở ra liền coi. Wow. Các bạn xem. Cái này là cái giấy, cái quyển sổ hướng dẫn sử dụng đó các bạn. Cái này mình cần nó, tại vì cái này mới ban đầu mình chưa biết làm, mình chưa biết thì mình phải cầm cái sổ hướng dẫn. Bỏ qua nó qua một bên nha các bạn. Trời ơi, sao mà đẹp dữ các bạn. Wow các bạn, đây là cái máy, cái bộ nhớ các bạn. Mình quay video mình sẽ nhiều, quay video nhiều quá mình sẽ tải nó vào đây mình để giữ trong đó, khi nào mình cần thì mình lấy ra mình đăng lên nha các bạn. Cái này là nhẹ lắm các bạn, nhưng mà không biết bao nhiêu tiền. Mình có hỏi ông xã mình nhưng ông xã mình không có nói, ông xã mình nói là bí mật. Ông xã mình tặng, ông xã mình không có nói giá tiền, cho nên mình cũng không có chia sẻ cho các bạn biết được nha. Các bạn thông cảm nha. Và đây là cái sợi dây để mà mình cắm nó vào để mình chuyển cái video mình vô đó đó các bạn. Đã quá các bạn ơi. Trời ơi sao mà may mắn vậy các bạn.
may mắn, niềm vui luôn luôn đi đến, luôn luôn mỉm cười nếu chúng ta cố gắng. Cái này là nói thật với các bạn là ông xã mình, lúc trước là ông xã mình có nói với mình khi mà mình làm YouTube á, mà cái kênh của mình thành công tốt đẹp á, thì ảnh sẽ tặng cho mình một cái món quà. Nhưng thật sự không phải một món mà là hai món luôn các bạn. Quá đã, quá đủ luôn á các bạn ha. Bỏ nó qua một bên nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở cái gói quà nặng ơi là nặng. Các bạn đón thử cái này là cái gì các bạn. Các bạn đón thử, bây giờ mình ngồi đây mình chờ các bạn đón nha. Các bạn đón thử ở trong này cái gì. Mình thì chắc chắn mình cũng đón được 50-60% cái này là cái gì rồi đó các bạn. Không biết là các bạn đón cái này là cái gì. Nhưng mà cái này có vẻ cũng hơi nặng không. Nhưng mà mình lắc đó các bạn, mình lắc nó không có kêu, nó không có gì hết. Nhưng mà mình nghĩ cái anh này là anh ghê lắm nè, cho mình giỡn đâu nha. Ok, mình mở cho các bạn xem nha. Giúp nó quen cái à, trong cho ông xã mình tặng đúng như cái mà mình mong đợi. Tại vì từ lúc làm YouTube tới bây giờ thì cái dụng cụ của mình làm thì mình cũng đã có chia sẻ, cũng đã quay một cái clip chia sẻ với các bạn rồi nha. Nếu các bạn nào mà chưa xem cái dụng cụ mà mình làm YouTube á, mà thành công tốt đẹp, thì các bạn vô cái kênh của mình và bấm vô cái danh sách phát á, thì nó sẽ có ở trong đó. Các bạn xem nha. Ủa, xé luôn, khỏi vỡ xé. Theo wow. Wow. Wow các bạn ơi. Tình tinh tinh. Oh. Cái này nó ghi gì đây ta? Mình xoay làm sao, mình ngược làm sao hay? Ở này đúng không? Haber các bạn. Haber là các bạn biết cái gì không? Mình biết á, là chữ H với chữ B thôi các bạn. Cái này mình là phải dùng cái con dao thì mình mới rạch nó ra. Ông quà ông xã mình tặng quà hôm nay quá đặc biệt các bạn ơi. Bí mật quá, bây giờ phải bật mí với các bạn mới được. Ôi dồi ôi, sao mà cứng dữ hả? Phui cái đầu nào đây? À cái đầu này dở phui hơn các bạn. Ôi dạ. Ây da. Bỏ mấy cái này xuống cho nó rộng chỗ nha các bạn nha. Ôi dù nặng các bạn. Ây da, cho nó cứng chưa. Các bạn ơi, tuyệt vời các bạn ơi. Mình mò vô trúng nó rồi. Trúng cái mà mình mong đợi các bạn. Cái gì đây? Wow. Cái này là cái gì? Đỡ bỏ qua bên hả? Mình muốn coi cái này nè, cái đen đen này là cái gì đây? Wow các bạn, thúc man. Cái này là một cái laptop các bạn. Một cái laptop. Trời ơi, mình quay nó thật với các bạn. Mình làm YouTube á các bạn biết không? Khi mà mình làm YouTube á, mình không có cái laptop á các bạn, thì nói chung á, khi mà mình đăng tải cái video mình lên á bằng cái điện thoại á, các bạn biết nó cực kỳ lâu ơi là lâu, khổ ơi là khổ luôn các bạn. Xử lý mình tất cả những gì mình đều xử lý vào trong cái điện thoại hết, và tất cả những gì mình làm là cũng làm ở trong cái điện thoại, nó rất là lâu luôn. Bây giờ được có cái laptop này mình mừng lắm các bạn ơi. Tại vì khi mình làm YouTube mình không có đầu tư, mình làm theo cái đam mê của mình làm thôi, chứ mình không có đầu tư một cái gì hết. Những gì mình đang có chứ mình có đầu tư, mình đầu tư một cái thiết bị mà quay các bạn. Ngoài ra mình không có đầu tư cái gì nữa đó, tại vì cái điện thoại cũ của mình nó có sẵn rồi. Wow. Ồ rớt.
Đây là một cái laptop, các bạn xem. À, đẻ không các bạn? Chỗ cái em này nó lám gì đâu các bạn. Rờ vô nó mướt rửa kìa các bạn ơi, nó lám o lên hót luôn á. Ủa, thích rét dần luôn á. Cái đây là cái gì ta? À, cái này các bạn dục, tại vì cái đó mình không cầm nữa, mình dục nó đi. Cái này là cái cục sạc pin các bạn, cục sạc cái pin á, cái pin mình sạc vô máy nè các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ mình, luôn luôn xem cái video của mình. Thì nếu những bạn nào chưa có đăng ký, vui lòng bấm đăng ký và ủng hộ kênh của mình. Các bạn bấm đăng ký không có tốn tiền, các bạn xem cũng không có tốn tiền. Cho nên các bạn cứ yên tâm đăng ký ủng hộ mình nha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.